Theo hãng tin CNN, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tuần sau. Tôi không muốn làm người đi tiên phong, nhưng bản thân muốn đảm bảo với người dân Mỹ rằng nó an toàn. Khi tôi tiêm vaccine, tôi sẽ tiến hành nó công khai. Như vậy, mọi người sẽ được chứng kiến. Ông Joe Biden trả lời báo chí tại Wellington, Delaware, hôm 16 tháng 12 giờ Mỹ. Trong một diễn biến khác, tờ USA Today dẫn lời văn phòng phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, ông Pence và vợ sẽ tiêm vaccine phòng bệnh công khai vào ngày 18 tháng 12 tới ở Nhà Trắng nhằm quảng bá tính an toàn và hiệu quả của vaccine và xây dựng niềm tin cho người dân Mỹ. Hồi đầu tuần, thư ký báo chí Nhà Trắng Kelly McEnany nói, Tổng thống Donald Trump sẽ được tiêm ngay khi đội ngũ y tế xác định vaccine được đảm bảo. Tuy nhiên, ưu tiên của Tổng thống là những người ở các cơ sở chăm sóc dài hạn, McEnany cho hay. Theo báo USA Today, những động thái trên của giới lãnh đạo Mỹ diễn ra trong bối cảnh lực lượng y tế Mỹ đã bắt đầu được tiêm vaccine COVID-19, cũng như số người thiệt mạng do dịch bệnh ở Mỹ đã vượt quá 300.000 người.